Rồi, xin chào tất cả các mọi người. Hôm nay mình làm cái video clip này, mình muốn giới thiệu cho tất cả các mọi người về cái sản phẩm mới bên mình, là cái bộ ngoại đèn Little Bin B7. Cái con này thì mình mới phân phối. Thì cái dòng này thì hiện tại đang bán ở thị trường nước ngoài rất là nhiều, nhất là thị trường Mỹ. Đây, cho các bạn coi sơ qua cái những trang web bên bán, chẳng hạn như trang web rất là nổi tiếng giống như là Amazon. Đây, đang bán nó với giá là 149 đô ha. Little Bin B7 Class A, à quên, cái này có mặt Class A đó nha các bạn, nghe nhạc cực kỳ hay. Thì ở đây mình bán á, thì chỉ có 2 triệu 600 ngàn và bao luôn cả phí ship, thanh toán khi nhận hàng. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua cho những cái feedback những cái người ở bên audio nước ngoài người ta chơi cho các bạn xem, họ đánh giá cũng rất là cao về con này. Thì ở trên đây á, thì toàn là feedback thật không nha, không phải feedback giả giống như những trang web ở Việt Nam mình đâu nha. Đây là những người dùng, người ta họ đã chia sẻ rất là nhiệt tình đó, các bạn cứ lên đây mà đọc về nó. Còn những người không biết tiếng Anh thì cũng không sao, thì cứ copy và paste qua bên Google, Google dịch thì nó sẽ dịch, thì mình đọc mình sẽ hiểu, hiểu được người ta muốn nói cái gì, người ta chia sẻ cái gì với mình ha. Rồi mình cũng nói sơ về cái cấu hình cái con này luôn. Con này hiện tại nó dùng là ba ba bóng theo máy, bóng theo máy của nó là bóng, mình tí nha, bóng theo máy của nó là một bóng lớn là bóng 6NB5 và hai bóng nhỏ là bóng 6N3. Thì ở đây mình đã nâng cấp lên bóng Mỹ hết rồi. Một bóng lớn là bóng 6AS7G và hai cái bóng nhỏ là bóng 5670. Cái bóng này thì ba cái bóng này thì mình đã nâng cấp lên và mình mua ở trên các diễn đàn, những người anh em ta bán bóng Tobii nè, thì liên hệ, mình đã liên hệ với mình mua với họ với ba cái bộ bóng này thì với giá là 500 ngàn, cũng hợp lý, được bóng Mỹ chất âm là hay 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 rồi. Thì mình cũng cảm nhận về cái con này á, nó chơi rất là, cái bass nó đánh rất là mịn và êm, nó không có bị tức ngực. Theo cảm nhận của mình á, nó chơi rất là hay là bolero nè, vocal nè, nhạc jazz nè, acoustic nè, đó. Nó đánh rất là êm, nghe nó không bị tức ngực với chói tai khi ca sĩ nó hát. Còn cái cách mà phối ghép ở đây á, thì một á, là mấy bạn ghép qua CD, từ CD qua nó. Hai á, là từ bộ giải mã DAC qua nó, rồi nó xuống âm ly. Nó cũng đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây á, mình nói trực tiếp từ DAC qua con B7 xong rồi xuống âm ly. Vì ở đây thì mình không có nói qua CD, tại vì CD mình có cái bộ lọc lọc rồi, mình không cần, mình chú trọng vào DAC thôi. Nói sơ qua cái bộ DAC này luôn nha. Cái DAC này thì bên mình cũng đang phân phối rất là mạnh về dòng X6, X7, SV5, những cái dòng phổ biến nhất. Anh em Audio Field rất đánh giá rất là cao con X6, X7, SV5. Thì cũng chia sẻ thật tình luôn, khi mà nghe nhạc số mà không có nghe nhạc số phải qua DAC, mà DAC mà không có cái bộ hề á, thì nghe cái nhạc nó khô mà nó cứng, nghe nó không có mịn màng, nó sao sao á. Theo cảm nhận của mình như vậy, thì mình nghe quen rồi, chơi nhạc số qua DAC mà không có hề thôi mình không không bao giờ mình nghe đâu, thà nghe CD còn hay hơn đó. Lúc nào cũng có nhạc số nè, DAC và phải có hề nữa mình mới mới nghe. Thì ở đây mình cũng mở cái clip nhạc phát lên cho các bạn nghe thử và cảm nhận âm thanh như thế nào. Nói sơ qua luôn, thì ở đây thì mình cũng có rất là nhiều file nhạc số mình đã sưu tầm mấy năm nay rồi, và là nhạc số chất lượng cao 24 bit trở lên không, sưu tầm hơn 2.000 album rồi. Các bạn nào muốn chép hay là cái gì đó thì cứ liên hệ với mình ha. Rồi mình thở thử bài nghe thử đi. Phải, ở đây nó có thêm một cái volume nữa, đúng rồi. Ở đây thì nó có dư một cái volume, volume âm ly chính và volume của nó. Thì cái volume mà âm ly chính thì mình để lên khoảng 9 giờ cho nó cố định đi là được rồi. Còn cái này mình tăng giảm theo tùy ý mình. Rồi. Rồi, ok, mình lay thử nha.
sĩ đánh hát như CD. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Xin chào.